Đội tuyển Việt Nam thất bại trước Kyrgyzstan. Theo thông tin từ trang chủ Liên đoàn bóng đá Kyrgyzstan, KFU, đội tuyển quốc gia nước này giành chiến thắng 2-1 trước tuyển Việt Nam. Đây là trận giao hữu trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2023 của hai đội. Đội hình ra sân của hai bên không được tiết lộ, tuy nhiên theo bức ảnh do KFU đăng tải, Đỗ Hùng Dũng đeo băng thủ quân của đội tuyển Việt Nam. Còn Tamilan Kozubaev là đội trưởng của Kyrgyzstan. Tuyển Kyrgyzstan mở tỷ số do công của Joel Kozo ở phút 31. Đến phút 63, Trương Tiến Anh gỡ hòa cho tuyển Việt Nam. Hậu vệ Aija Akhmatov ấn định chiến thắng cho đội bóng của huấn luyện viên Stefan Tarkovic ở phút 74. Do mang tính phục vụ thử nghiệm đánh giá về chuyên môn của hai đội nên trận đấu được tổ chức trên sân không khán giả và không có hoạt động truyền thông. Đây cũng là quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đối với các đội tuyển khi tổ chức thi đấu giao hữu cọ sát trước thềm Asian Cup 2023 tại Qatar. Kết quả của trận đấu không được tính điểm xếp hạng FIFA bởi đây không phải là trận đấu giao hữu quốc tế chính thức. Tuyển Việt Nam chỉ có duy nhất trận giao hữu này nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2023. Hiện tại quân số của đội tuyển là 30 người. Đến ngày 13 tháng 1, huấn luyện viên Chusser sẽ loại 4 cầu thủ để chốt danh sách chính thức 26 người. Asian Cup 2023 gồm 6 bảng đấu với 24 đội bóng, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng D sau tài lần lượt với đội tuyển Nhật Bản 14 tháng 1, Indonesia 19 tháng 1 và Iraq 24 tháng 1. Huấn luyện viên Chusser đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Tuyên bố chắc nịch, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn tái xuất. Những ngày gần đây, thông tin về tương lai huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành đề tài nóng của truyền thông khu vực. Huấn luyện viên Park được cho là đang đàm phán cùng Liên đoàn bóng đá Singapore, được Liên đoàn bóng đá Indonesia nhắm tới thay huấn luyện viên Shin Tae-yong. Trước đó, ông Park cũng thừa nhận sẵn sàng đàm phán cùng Liên đoàn bóng đá Thái Lan và sẽ tái xuất nếu nhận lời đề nghị hợp lý. Với động thái như vậy, rõ ràng ông Park cho thấy mình sẵn sàng tái xuất sau thời gian dài nghỉ ngơi. Đáng nói, vị thuyền trưởng Hàn Quốc từng tuyên bố ông sẽ không dẫn dắt đội bóng nào sau khi chia tay tuyển Việt Nam, nhất là các đội bóng Đông Nam Á. Vậy tại sao ông Park lại làm ngược với phát ngôn của mình? Đầu tiên phải kể đến việc ông vẫn còn máu nghề. Ông thường xuyên có những bài đánh giá, phân tích về bóng đá Đông Nam Á trên báo Hàn Quốc. Ở tuổi 67, huấn luyện viên Park vẫn còn sức khỏe để làm việc, nên ông muốn tìm kiếm thử thách mới cũng là dễ hiểu. Cũng nên nhấn mạnh thời điểm nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông cũng coi đây là thử thách lớn, bởi khi đó đoàn quân áo đỏ gần như xuống đáy. Vừa hay Indonesia, Singapore cũng đang trong tình trạng cần vực dậy lối chơi lẫn niềm tin nên phù hợp để ông Park tái xuất. Một vấn đề nữa cũng quan trọng không kém là thu nhập. Cả Singapore lẫn Indonesia chắc chắn sẵn sàng chi số tiền lớn để trả lương cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Với những lý do như vậy, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu ông Park có thể trở lại cầm sa bàn trong thời gian tới. Ông Park Hang-seo về với bầu Đức. Sau khi rời ghế thuyền trưởng tuyển Việt Nam và tận hưởng cuộc sống không bóng đá như dự định, huấn luyện viên Park Hang-seo dục dịch tính đường quay lại cabin huấn luyện. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, hàng loạt đồn đoán về bến đỗ mới của thuyền trưởng người Hàn Quốc tràn ngập trên các phương tiện truyền thông Việt Nam hay quê nhà và thậm chí trong khu vực. Nhìn vào những thông tin đưa ra, dường như ông Park vẫn đang là huấn luyện viên được nhiều đội bóng săn đón như Indonesia, Thái Lan, Singapore. Trong chuỗi tin đồn ấy cũng xuất hiện cả những câu lạc bộ ở V-League sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để có được cái gật đầu không chỉ của ông Park mà cả ekip huấn luyện tương tự như từng thấy tại tuyển Việt Nam trước kia. Tin đồn thì nhiều nhưng chỉ có một sự thật hơi phũ phàng khi lúc này ông Park Hang-seo vẫn đang rong chơi, dù khẳng định đã sẵn sàng quay trở lại về bóng đá. Không bàn tới câu chuyện có bao nhiêu phần trăm sự thật trong những tin đồn về tương lai của ông Park, và cũng chẳng quan tâm thông tin nhiều đội bóng muốn sự phục vụ của cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam từ đâu. Chỉ cần biết rằng lúc này ông thầy người Hàn Quốc thực sự đang cần việc. Ông Park Hang-seo với thành tích, tài năng đương nhiên sẽ không khó nếu cần một công việc huấn luyện. Tuy nhiên ngặt một nỗi, giá trị của cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam lúc này là rất khác so với vài năm trước, nên chẳng dễ đàm phán mức lương, sự đãi ngộ. Thái Lan tìm được huấn luyện viên mới. Ở Indonesia, ông Shin Tae-yong vẫn cùng đội bóng xứ vạn đảo hoàn thành Asian Cup. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khả năng không đủ tiềm lực nên công cuộc tìm việc với ông Park lúc này hơi khó. Khó không đồng nghĩa là bế tắc, bởi phía sau ông Park vẫn còn bầu Đức. Đừng ngạc nhiên nếu tới đây chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ đi ngược lên phố núi với bầu Đức trong vai trò kiến trúc sư trưởng. Đây không phải chuyện đồn đoán mà hoàn toàn có thể xảy ra, vì hết mùa giải 2023-2024, hợp đồng giữa huấn luyện viên đương nhiệm Kiatisak cùng Hoàng Anh Gia Lai kết thúc sau hơn 3 năm gắn bó. Zico Thái Lan rời ghế hoặc không được gia hạn hợp đồng có thể xảy ra chẳng đơn thuần vì thành tích kém hoặc chưa đạt, mà rất đơn giản tới đây bầu Đức có thể được bơm doping tiền phục vụ kế hoạch cải tổ hướng đến mục tiêu vô địch. Thế nên Hoàng Anh Gia Lai cần một huấn luyện viên cá tính hơn và ông Park là lựa chọn hoàn hảo. Tất nhiên sự lựa chọn này cũng chỉ là lý thuyết, còn chiến lược gia người Hàn có thể phù hợp với V-League hay không lại là chuyện khác. Nhưng cứ chờ xem, biết đâu đó một ngày bầu Đức ngồi khán đài và dưới sân, huấn luyện viên Park Hang-seo cầm sa bàn chỉ đạo Hoàng Anh Gia Lai cũng nên.
Việc huấn luyện viên Park Hang-seo tái xuất bóng đá Việt Nam có thay đổi đáng chú ý. Gần đây, huấn luyện viên Park Hang-seo làm người hâm mộ dậy sóng vì thông tin nhận lời làm giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trợ lý của ông tại đội tuyển Việt Nam trước đó là Lee Jong-jin sẽ làm huấn luyện viên trưởng. Tuy vậy, phía đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo sớm phủ nhận thông tin này và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng được cho là đang quan tâm đến huấn luyện viên người Hàn Quốc khác, ông Chung Hae-seong. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định mọi chuyện sẽ sáng tỏ trong tuần này. Chúng tôi sẽ quyết định xong chọn huấn luyện viên trưởng trong tuần này. Nếu ông Park không đồng ý gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ không ký với ông Lee. Chúng tôi đang có hai lựa chọn khác sẵn sàng là ông Alexander Puking và Chung Hae-seong, hai huấn luyện viên cũ từng dẫn dắt đội. Hiện tại quá trình đàm phán giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và huấn luyện viên Park Hang-seo gặp nhiều khúc mắc nên đội bóng mang tên Park chuyển hướng sang huấn luyện viên Chung Hae-seong. Huấn luyện viên Chung Hae-seong đã từng dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong quá khứ và đạt thành tích rất cao khi giúp đội tuyển Việt Nam giành vị trí Á quân tại V-League năm đó. Một năm sau khi thành tích đội đi xuống, không được như kỳ vọng, chiến lược gia người Hàn chia tay câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Về huấn luyện viên Poking, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từng liên hệ, nhưng cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan khước từ đề nghị của đội bóng cũ và quyết định dành thời gian nghỉ ngơi, chưa quyết định trở lại với công việc huấn luyện. Để tạm thời ổn định đội bóng, ban huấn luyện câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã để ông Phùng Thanh Phương lên nắm đội cùng các đồng nghiệp là ông Đinh Hồng Vinh và ông Nguyễn Liêm Thanh. Ông Phùng Thanh Phương từng có 6 năm làm trợ lý cho các đời huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài câu chuyện về huấn luyện viên, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh còn thu hút sự chú ý về vấn đề nợ lương, thưởng các cầu thủ. Ban lãnh đạo đội bóng đã hứa giải quyết vấn đề này trong thời gian sớm nhất. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận lời tái xuất bóng đá Việt Nam. Tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo đang khiến dư luận hết sức quan tâm sau khi xuất hiện tin đồn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, thông tin mới nhất đã làm tất cả phải ngỡ ngàng. Theo đó, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam được cho là vừa nhận lời gia nhập một đội bóng tại V-League, không những vậy còn mang theo trở lại vị cộng sự thân cận trợ lý Lee Jong-jin. Đội bóng gây nhiều tò mò đã được hé lộ. Thật bất ngờ khi đó chính là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng vừa chia tay huấn luyện viên Vũ Tiến Thành trước thời hạn vì những bất đồng giữa hai bên. Được biết huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không trực tiếp chỉ đạo đội chủ sân Thống Nhất mà sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí huấn luyện viên trưởng thuộc về ông Lee Jong-jin. Thông tin này được một lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ làm giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi cánh tay phải đắc lực của ông, huấn luyện viên Lee Jong-jin sẽ là huấn luyện viên trưởng cầm lái đội bóng. Hợp đồng có thời hạn trong một mùa bóng, lẽ dĩ nhiên chúng tôi rất kỳ vọng bộ đôi nhà cầm quân tài năng này sẽ phát huy năng lực giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đạt thành tích tốt như mong muốn của đông đảo người hâm mộ thành phố. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với những hoạt động đáng chú ý của chiến lược gia người Hàn Quốc thời gian qua. Mới đây, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã đăng tải hình ảnh có mặt cùng huấn luyện viên Park tại thành phố mang tên Park để dự sự kiện và dùng bữa. Đây được cho là những buổi gặp gỡ giữa cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam và lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh về những thương thảo hợp đồng có thời hạn một mùa giải với nhà cầm quân huyền thoại của Đông Nam Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo báo tin cực vui, quyết cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam. Trên trang cá nhân, huấn luyện viên Park Hang-seo vừa chia sẻ: "Tôi xin chân thành cảm ơn hai đội bóng từ Hàn Quốc là Namchang Chu FC cùng Rukang Ha FC đã tham dự giải đấu. Tôi hy vọng rằng các cầu thủ trẻ từ hai học viện đã có được những trải nghiệm tuyệt vời tại Việt Nam." Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết tự hào khi chứng kiến các cầu thủ trẻ của học viện thi đấu. Việc được chứng kiến các em thi đấu trên sân và cống hiến hết mình vì môn thể thao mà chúng ta đã dành trọn tình yêu, tôi thật sự tự hào. Tôi cảm thấy quyết định thành lập học viện là hoàn toàn đúng đắn. Tôi tin rằng các em đã học hỏi được nhiều điều và đúc kết cho bản thân nhiều kinh nghiệm quý báu sau 2 ngày thi đấu. Viện Park Hang-seo chắc chắn sẽ tiếp tục tổ chức các giải đấu quốc tế như thế này để giúp các học viên không chỉ giao lưu về bóng đá mà còn cả văn hóa với bạn bè quốc tế. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói về sự nỗ lực sắp tới cho bóng đá Việt Nam. Chia sẻ trên có thể nói là tin cực vui của huấn luyện viên Park Hang-seo dành cho bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ dạy các cầu thủ nhí học bóng đá mà còn làm cầu nối với bóng đá Hàn Quốc. Chuyện tạo ra sân chơi giao lưu quốc tế cho các cầu thủ nhí chắc chắn có ý nghĩa lớn với bóng đá Việt Nam. Bởi mọi cây lớn đều bắt đầu từ hạt mầm nhỏ. Trong thời gian qua, nhiều tin đồn về tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo, bao gồm dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ dừng ở mức độ tin đồn, còn huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang miệt mài đóng góp cho bóng đá Việt Nam ở Học viện Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định một điều về tương lai. Trong ngày 25 tháng 11, Học viện Bóng đá Quốc tế Park Hang-seo tổ chức giải giao hữu Park Hang-seo International Junior Festival 2023. Đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Hàn Quốc đích thân đứng ra tổ chức một giải đấu tại Việt Nam. Được biết,
Giải đấu lần này có sự tham gia của 4 đội, trong đó đặc biệt là hai khách mời đến từ xứ Kim Chi là Nam Chang Chiêu FC và Drew Kang Ha FC. Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo có hai đại diện là đội Rồng Xanh và đội Hổ Đỏ. Kết quả sau các lượt trận hấp dẫn, nhà vô địch giải Park Hang-seo International Juno Festival 2023 đã lộ diện là đại diện Hàn Quốc Drew Kang Ha FC sau khi thắng đội Hổ Đỏ 2-1 ở trận chung kết. Đội Rồng Xanh giành hạng 3 và hạng 4 thuộc về Nam Giang Chu FC. Không chỉ là sân chơi bổ ích cho các cầu thủ nhí, giải đấu còn là nơi gắn kết tình cảm, giao lưu văn hóa Việt-Hàn. Chia sẻ sau giải, huấn luyện viên Park Hang-seo gửi lời cảm ơn tới hai đội bóng khách mời, cùng với đó khẳng định khả năng tổ chức thêm các giải giao hữu tương tự trong tương lai. Tôi xin chân thành cảm ơn hai đội bóng từ Hàn Quốc là Nam Giang Chu FC cùng Drew Kang Ha FC đã tham dự giải đấu. Tôi hy vọng rằng các cầu thủ trẻ từ hai học viện này đã có được những trải nghiệm tuyệt vời tại Việt Nam và dành cho các cầu thủ từ Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo được chứng kiến các em thi đấu trên sân và cống hiến hết mình cho môn thể thao mà chúng ta dành tình yêu cho. Tôi thật sự tự hào. Tôi cảm thấy quyết định thành lập học viện là hoàn toàn đúng đắn. Tôi tin rằng các em đã học hỏi được nhiều điều và đúc kết cho bản thân nhiều kinh nghiệm quý báu sau 2 ngày thi đấu. Học viện Park Hang-seo chắc chắn sẽ tiếp tục tổ chức các giải thi đấu quốc tế như thế này để giúp các học viên không chỉ giao lưu về bóng đá mà còn cả văn hóa với bạn bè quốc tế, huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo đang có nhiều hoạt động đáng chú ý tại Việt Nam. Nhà cầm quân 65 tuổi còn liên quan đến tin đồn tái xuất bóng đá Việt với khả năng gia nhập một đội bóng V-League.